cũng như là em Danh đi vô trong là đi vô trong nhà tắm là em Danh là tắm hay là sao ạ? Đi cầu rồi nó ra nó bận quần mà nó té. Trời ơi. Nó té xuống nó giật xuống cao su gì nè, cái rớt cái móc á ngay cái lỗ mũi nó chạy á. Trời ơi. Cái đầu nó đập vô cái tường. Dạ. Yeah. Tí La Cà Lâm chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì Tí La Cà Lâm các bạn thì cũng mới nghe một cái thông tin, thì có một thanh niên thì đi vô trong nhà tắm thì đã chật chân, đưa đi bác sĩ thì bác sĩ chạy nha. Thì nhà của cái người thanh niên này ở ngay chân là khóm 3 phường 6 thành phố Sóc Trăng nha. Thì giờ sự việc như thế nào, giờ Tí La Cà Lâm sẽ vào bên trong sẽ hỏi là người thân sẽ kể lại sự việc cho các bạn cùng nghe nha. Nghe tin thì em cũng đến đây để cùng chia sẻ hoàn cảnh. Thì lúc đó mà em Danh té trong nhà tắm sao em? Kể cho anh nghe. Là em Danh nó đi vô trong nhà tắm, đi tiểu rồi đi ra ngoài. Em Danh té rồi ở nhà thấy vậy đó. Thì chị của em Danh nói vậy mới được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Lên bệnh viện nằm thì là ta khám tổng quát hết rồi, ta trả về. Người ta nói là em Danh không có còn sống đâu. Trời ơi. Không có sống qua hết đêm nay đâu, và nên là để cho em Danh đi về nhà đi. Để cho em Danh về nhà đi. Nên là em Danh á mới về nhà nằm là 4-5 ngày nay rồi. Là cái ngày hôm qua là em không có biết gì hết nhiều, nhưng mà em chỉ biết vậy thôi, cũng vậy. Rồi hôm qua em nhờ là mấy chị mà chơi thân quen em á, đăng hình của em Danh lên, là lên Facebook á. Em thấy cái em mới bỡ ngỡ đi, là em mới là điện cho, em gửi hình cho mấy anh như anh Quân, anh Út nè. Em gửi cho mấy anh này là nói em Danh vậy đó. Là mấy anh nhờ mấy anh dậy xuống phụ giúp cho em ấy vậy đó. Rồi xong rồi em mới nghe kết cục là em Danh đi té. Ủa như vậy là chính xác là cái bữa mà em Danh mà qua đời là ngay chân bữa bị nhiêu tay em? Ngày hôm qua. Là ngày hôm qua là ngày 23 tay ha? 23 tháng 8. Đúng rồi, là 23 tháng 8 tay. Là đưa đi về nhà nằm là mất 4-5 ngày nay, qua nay rồi. Cũng như là nằm là 4-5 ngày nay là... Em không hay. Rồi tới ngày hôm qua là em hay á, là em mới điện cho anh Út. Em nhờ anh Út với anh Quân gọi... điện liên lạc với mấy anh trong nhóm á, hỗ trợ giúp cho em ấy vậy đó. Tại thấy hoàn cảnh em ấy cũng quá khổ đi. Nên là em cũng gắng giúp sức được. Như vậy là em Danh này là chưa có vợ con gì hết ha? Chưa. Nó còn trai mà. Còn con trai Trinh luôn. Trinh luôn á. Riêng luôn. Là còn riêng luôn. Thiệt luôn hả? Được thiệt, còn riêng luôn. Trời ơi. Bao giờ có vợ. Là... nhưng mà nói ngay là đi chơi là không bao giờ xích mích với ai. Kiểu như là ai mà cần đám thì thấy cái đám gì vậy đó, thấy là em ấy nhảy vô phụ. Trời ơi. Cho. Được quá ha. Nên là em thấy em ấy vậy đó, nên là em được hai tin vậy mà. Cũng như là em đi làm lâu quá em cũng không có về quê đây. Rồi tự nhiên thấy vậy đó, thấy em đó. Ủa nhưng mà chị cho em hỏi là cũng như là em Danh mà vô trong nhà tắm là té là chúng chính xác là ngay chân chỗ nào vậy? Đầu ha. Đầu. Nhưng mà trong cơ thể của em Danh là hồi đó giờ là em có bị bệnh gì không? Có bệnh trong người rồi. Có bệnh. Như vậy là có bệnh trong người rồi. Rồi là chuyến này nữa là đi vô nhà tắm là đã té một cái nữa, là nên là mấy là bác sĩ trả về luôn ha. Trời ơi. Nghe em nghe cũng nói chấn động. Nói tính tức là chị gái của em Danh hôm qua chia sẻ lên á. Em ở em cũng như lại em nghe em coi á. Trời ơi. Cũng như là trong bộ lòng là đã hư hết ha. Bộ lòng rồi. Chị nói vậy chứ mà ở nhà cũng đâu có biết, sao nói nguyên bộ lòng hư hết. Nhỏ cháu gái trở về. Trời đất ơi. Rồi cái về nhà mà cô cho nó uống sữa nó còn uống. Dạ. Cô đổ nước nó cũng tí đâu rồi. Mà quậy chút cháo nó đút nó cũng ăn luôn. Dạ. Mà tại sao mà trả nhỏ về. Ủa nhưng mà hồi sớm con có nghe đó ngoại, là con nghe không, là khi em Danh té rồi là em Danh bò từ ở trong nhà tắm mà bò đi ra ở đằng trước không? Té đằng này tôi với Hải nắm tay đỡ nó lên, chiều nó ra. Dạ dạ.
vô cái phòng của tôi bận quần cho nó nữa. Dạ. Thôi vậy con cảm ơn ngoại ơi. Ngoại. Cảm ơn ngoại rất nhiều. Dạ con cảm ơn ngoại. Dạ. Tôi với Hải béo lên mà. Mà cái lỗ mũi nó chạy là bị cái miếng cao su treo ở trên nè, giật xuống rớt cái lỗ mũi đó. Dạ. Rồi như vậy là cái người nào là phát hiện đi ra hay ngoại? Tôi với Hải hai. Hải là chồng nhỏ có đứa con đó. Dạ. Đỡ lên rồi kéo ra đi cho nó ra ngoài ghế nó ngồi. Dạ. Rồi nó ngồi bả kêu vô cho nó ăn cơm. Dạ. Rồi cái ăn cơm nó nằm cắm đầu luôn rồi. Vậy xe cấp cứu lại chở nó đi. Rồi là của mình chở đi ra bệnh viện là em danh nợ ngoại lập bao nhiêu ngày hay không ạ? Nói đừng cười. Thì mới ra cái nó mau mau đuổi nhỏ này đem về để ở đây là đem ra nó chết là đem ra ngoài chỗ nhà trẻ nhà gì đó nhà xác lạnh khó lắm. Rồi có hai con cháu nó đi về là mình đưa đi về nhà luôn ha. Đặng đưa đi về nhà luôn, cái lúc con thi ra nó nằm vậy nó ho thở gì hoài luôn á. Yeah. Chứ đâu có oxy, nó mình kêu nhỏ này nó mua oxy 2 triệu ạ. Trời ơi, vậy là khi mà cũng như là em Danh đi vô trong là vô trong nhà tắm là em Danh là tắm hay là sao ạ? Đi cầu rồi nó ra nó bận quần mà nó té á. Trời ơi, nó té xuống nó giật miếng cao su về nhà cái rớt cái móc á ngay cái lỗ mũi nó chạy á. Trời ơi, cái đầu nó đập vô cái tường. Dạ. Yeah. Đập giống như con đập nãy vậy hả? Bất tỉnh luôn nó bận, luôn hả ngoại? Nó bận quần rồi nó bận không được á, rồi nó té ngã ngửa gì. Trời ơi. Dạ. Yeah. Rồi vô tôi với Hải kéo nó vô, Hải dịnh nó cho tôi bận cái quần nó vô. Dạ. Yeah. Rồi chuyển lên bệnh viện. Chùa làm cho gì đi xe nãy luôn. Cô nói đi cháu nè. Ừ đi chùa. Dạ. Đi chùa đi mẹ đi luôn đi. Không nhưng mà em Danh là qua đời là ngay chân cái bữa nào hả ngoại? Thì bữa nó qua đời đó là mà sáng là mấy chú đợi đó. À vậy là bữa 23. Vậy là ngay chân bữa 23 tây. Dạ. À. Là thì mấy con vừa qua trao tiền đó là như em Danh về nhà chút là em Danh ra đi đó. Về nhà 4 ngày rồi. Dạ 4 ngày mà. Nghĩa là sáng là mấy anh lại quay chứ quay chút xíu là bé Danh nó đã ra đi lúc giờ 35. Dạ. Thì lúc mấy anh lại quay là bé Ly nó điện là cậu hai bên YouTube người ta xuống quay. Thôi mình đi nè con. Mấy nó kêu gì mấy anh vô quay đi rồi là khoảng 1:30 là thằng Nguyễn Quang Danh nó đã ra đi. Dạ. Thôi em xin chết. Dạ. Dạ con cảm ơn cô. Dạ dạ. Đó thì các bạn thấy là cái nhà của thanh niên qua đời này là có chút xíu xíu nha. Sống trong nhà này là sống với ai con? Thanh niên qua đời đó là ở với ai trong căn nhà này? À. Căn nhà nhỏ xíu mà.
Đó thì bây giờ các bạn thấy là trong lúc là 10 giờ trưa này thì sẽ đưa cho thanh niên này đi an nghỉ cuối cùng nha. Thì bây giờ các bạn thấy là rất là đông bà con luôn nè. Đó thì đó các bạn, thì mình cũng nghe những bà con ở nơi đây nói là thanh niên này năm nay 29 tuổi là không có vợ con gì hết nha. Đó thì giờ các bạn thấy là anh trai này đang chuẩn bị đưa tiễn cho đứa em là 29 tuổi nha. Trời ơi, cái tay kìa. Tay nó chiếm tay rồi hả? Khóc không à. Cái tay người anh là bốn lớn rồi. Những cái đứa cháu nha đang lại để đưa cho thanh niên này đi an nghỉ nè. Dạ của chị nói sao chị? Vậy là của em nghe nói không là thanh niên này là của nó té ở trong cái nhà tắm ha chị? Rồi té xong rồi bò ra, gọi thầu là mình mới chở đi là đi nhà thương là bác sĩ chạy thôi. Dạ. Như vậy là của mình té xong rồi là bao nhiêu thời gian lâu là người thanh niên này mới qua đời ha chị? Cũng như là cũng như là chở đi rồi là sao là chở đi về luôn ha. Mau dữ vậy chị. Chị là của chị là sao dưới là dưới. Dạ dạ. Dạ. Dạ, ủa như vậy là mấy cái các chị này cũng là ở sớm ha. À. Vậy là các chị ngồi này. Dạ, dạ. Chị như vậy là cái người thanh niên này là có bị bệnh gì không ha chị? Người thanh niên này qua đời là có bị bệnh gì không? À. Tại vì của em có nghe nói là người thanh niên này là đi vô trong các cái nhà tắm là bị là chặt chân phải không? À. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhưng mà hồi sớm em có nghe nói là thanh niên này té ở trong cái nhà tắm, nhưng mà là có như vậy là trúng chỗ nào hả chị? Không biết, không có hỏi. Tại vì nhà đi làm về không biết. Dạ. Nghe chị nói như rồi. Dạ. Nhưng mà cái nhà này chính xác mẹ hả? Mẹ nói chính xác. Dạ. Thấy luôn á. Dạ. Dạ dạ dạ. Thì đang chuẩn bị vinh đi ra luôn. Bưng đi để họ nặng quá nhỏ bưng không nổi. Đây đây lắm. Ký đi bác sĩ gửi. Đây rồi, đây rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trời đông luôn rồi, không thể là ta nổi luôn nha. Đó thì giờ các bạn thấy là một thanh niên nha, mà năm nay mới có 29 tuổi thôi mà chưa có chơi vợ có con gì hết, thì đi vô ở trong cái nhà tắm á, thì để là tắm hay gì đó là bị trật chân nha. Rồi thanh niên đó đã được người nhà thì chở đi bệnh viện, rồi chở đi bệnh viện thì bệnh viện đã dạ chạy rồi, là chở đi về nhà luôn. Không thể nào tả nổi, rất là đông luôn nha, quá trời bà con luôn. Bây giờ đã chở cho em Danh này là tới ngay chùa của người Khmer nha. Thôi thì giờ các bạn thấy là vô trong chùa người Khmer, các bạn thấy là rất là lớn, khủng khiếp thiệt. Thì bây giờ các bạn thẳng thấy đây là ở trong cái lò thiêu của người Khmer nha, mà bây giờ các bạn thấy là vô trong đây là vẫn còn một cái hàng đang nằm ở ngoài luôn nè. Đụng hàng nè, trong đây cái nè, quá trời, bốn cái trời, trời đất ơi. Đó, thì bây giờ các bạn thấy là một cái còn nằm ở ngoài đây, là bây giờ một cái là bây giờ là em Danh thì đang là chở tới nữa thì vẫn nằm ở ngoài luôn nha, tại vì trong mấy cái đó là đang thiêu luôn. Đây nè. Đây.
trời, tháng 7 mà chết quá trời, thiêu ngô 4 cái, đang thiêu 2 cái như vậy kia. Đây là 4 quan tài. Trời ơi, vậy là kéo làm 1 nè. 1 còn 1 nữa, 4 bên đây 4. Dạ. Này đợi. Đúng rồi, đợi. Thiêu rồi, đợi. Bên đây xong nữa rồi. Rồi, anh em ơi. Hơn làm gà vịt nữa anh chị em ơi. Hết mồng rồi nè. Quá rồi. Còn cháu không nha. Đó, cái này là mấy đi đứa cháu. Cháu nè. Trời. Xả tan luôn. Đó thì cái đó 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 các bạn thì đưa đi tới đây là xả tan luôn nha. Em dân thì 29 tuổi như kia, sống với người mẹ già thì trong lúc mà sống chung thì em mắc bệnh thì không có tiền. Vô luôn để gì đó, rồi đánh đi, nhúng ra vô. Quảnh đi rồi đem chấm ra luôn, đánh em dẹp luôn. Chở vô lò thiêu của người Khmer rồi đó các bạn, nhưng mà vô đây thì đã bị kẹt nha, tại vì còn hai cái ở trong mấy cái lò thiêu. Bây giờ sẽ để ở đó thì là bây giờ đi về nhà luôn rồi.
Thì mà các bạn ơi, thì hồi sớm giờ đó các bạn thì tí là các bạn thì cũng có quay cho bạn xem, thì một đứa em trai thì đi vô trong nhà tắm, thì em đã chật chân ở trong nhà tắm đó, thì em đã chở đi cấp cứu mà chở đi ra bệnh viện, thì bệnh viện đã kêu em chở đi về nha. Thì vào sớm giờ đó các bạn thì tí là Cà Lâm thì cũng quay từ ở nhà đi là đưa em Danh đi vô tới trong chùa người Khơ Khơ Me luôn, thì quay sớm giờ giờ thì cũng đã hết rồi đó các bạn. Thì thôi giờ tí là Cà Lâm cũng kết thúc video ở đây luôn các bạn ơi. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho tí là Cà Lâm, bạn hãy cho tí là Cà Lâm một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh để cập nhật những cái thông tin mới nhất từ tí là Cà Lâm luôn các bạn ơi. Bây giờ tí là Cà Lâm bye bye các bạn nha, bye bye.